Thưa quý vị, để nâng cao chất lượng dịch vụ giao thông công cộng đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân thành phố, bắt đầu từ ngày hôm nay, gần 240 chiếc xe buýt mới thuộc 16 tuyến xe đã được đưa vào hoạt động thay thế các phương tiện cũ tại thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, Châu Ngọc đang có mặt trên chuyến xe buýt số 102 đi từ công viên 23 tháng 9 đến bến xe miền Tây. Đây là một trong số 239 chiếc xe buýt mới được đưa vào hoạt động ngay ngày hôm nay, ngày 1 tháng 4 năm 2024 để thay thế những phương tiện cũ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân thành phố. Và trên mỗi chiếc xe buýt như thế này sẽ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị như là dàn máy lạnh mát mẻ thoải mái, camera an ninh, hệ thống giám sát hành trình, và đặc biệt là người dân có thể mua vé xe mà không cần sử dụng tiền mặt thông qua một máy thu vé tự động. Và đặc biệt là giá vé tại các tuyến xe này thì hoàn toàn không có gì thay đổi so với giá hiện tại. Mẹ khỏe người nữa, vừa đi làm rồi cái vừa đi bộ xuống đây cái lên xe nó khỏe. Tôi thấy là khi mà mình không có đem theo tiền mặt á, mình có thể sử dụng cái điện thoại để mình quét, để mình thay thế cái tiền mặt đó, mình thấy là rất là tiện lợi. Khi khách lên xe thấy khách thấy rất là thích vì xe thoáng mát, sạch sẽ. Cảm thấy rất hài lòng và hy vọng là nhà nước mình sẽ tiếp tục nâng cao cái chất lượng của xe buýt nữa để cho người dân có thể sử dụng những cái phương tiện như thế này nhiều hơn. Đây là những tuyến xe có trợ giá do Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn Bus và Công ty Cổ phần Xe khách Phương Trang, Futa Bus Line khai thác. Thời gian qua, ngành giao thông thành phố đấu thầu khai thác các tuyến theo tiêu chí mới. Đến nay có hơn 20 tuyến chọn được đơn vị khai thác, thời hạn 5 năm. Cơ chế đấu thầu khai thác các tuyến giúp tạo sự cạnh tranh, nâng cao chất lượng phục vụ, thu hút nhiều người đi xe buýt, góp phần phát triển hệ thống giao thông công cộng thành phố. Qua đó góp phần tạo thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân, giảm xe cá nhân, giải quyết ùn tắc giao thông và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.